dịch Covid-19 đã thay đổi rất nhiều đến cuộc sống. Bên cạnh những hành động đẹp thì vẫn có những hành vi trục lợi và những hành vi này cần phải xử lý nghiêm minh. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo về thông tin phản ánh về việc nhiều đối tượng thu gom mua bán sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi. Thời gian qua, đã có nhiều bài báo phản ánh tình trạng lợi dụng tình hình dịch COVID-19, công nhân mất việc làm nhiều đối tượng thu gom mua bán sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi của công nhân mới đây một số đối tượng đã lập trang facebook mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội bình dương để rao mua bán về việc này phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình giao các bộ cơ quan bộ công an bộ lao động thương binh xã hội bộ thông tin và truyền thông bảo hiểm xã hội việt nam và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương kịp thời cảnh báo xử lý nghiêm các hành vi mua gom sổ bảo hiểm xã hội siết chặt quy định chi trả để ngăn chặn các đối tượng trục lợi